chào tất cả anh chị. Thế Nghĩa đang ở trong một tòa văn phòng kết hợp nhà ở thuộc trung tâm quận Hải Châu. Và tòa nhà này có chiều cao là 8 tầng với giá trị sở hữu là 15 tỷ. Có rất nhiều công năng tiện ích mà Thế Nghĩa rất hào hứng giới thiệu với các anh chị. Và trước khi đi vào phần chi tiết hình ảnh công năng thì mời các anh chị hãy xem qua những thông số kỹ thuật của tòa văn phòng này trên màn hình nhé. Xin mời. Xin chào các anh chị, Thế Nghĩa đang đứng ở hiện trạng trước của tòa văn phòng này. Và đây là đường Nguyễn Lộ Trạch, một trục đường rộng 7,5m. Đối với trục đường này thì chúng ta sẽ thông đến khu vực sông Hàn. Đấy, về phía bên tay phải thì chúng ta sẽ sở hữu gần như là trọn vẹn cái tiện ích cao cấp nhất. Nguyên một cụm shop house Babylon ở phía bên này và gần như các trường học cao cấp thì cũng ở phía bên này cả. Đối diện thì chúng ta sẽ có khu dự án Estuary, một khu dự án căn hộ cao cấp đang được xây dựng. Đấy, đang được xây dựng các anh chị nhé. Và chúng ta sẽ cùng khám phá công năng tầng 1 với Thế Nghĩa nhé. Xin mời các anh chị. Đối với hiện trạng tòa này thì chúng ta sẽ có thêm một tầng lửng nữa. Đấy, phía trước thì chúng ta có một tầng mái rất là cao. Và đây, mời các anh chị vào hệ thống cửa. Một màu rất là trang nhã, kính full ra khu vực trên và dưới nữa. Mời các anh chị theo chân Thế Nghĩa vào phía bên trong. Hiện tại đối với không gian này đang dùng sẽ là không gian đón tiếp khách hàng, giống như là một sảnh lễ tân cao cấp vậy. Anh chị có thể thấy đấy, bàn gỗ chị này, chất liệu gỗ tự nhiên vô cùng là chắc chắn, màu cũng rất là nhã nhặn đúng không ạ? Và không gian khu vực phía sau chúng ta có gì nữa, xin mời các anh chị. Tại không gian giữa thì chúng ta sẽ có khoảng là thang máy và khu vực cầu thang để đi lên các tầng tiếp theo. Đằng sau thì chúng ta sẽ có một không gian phòng đón tiếp khách. Đây là phòng, gọi là một phòng khách gì ạ? Nếu mà đón khách đằng trước rồi chúng ta có thể mời vào nói chuyện, trò chuyện nhanh ở đây. Ở đây thì chúng ta cũng có trang thiết bị nhanh, là có thể là có tủ lạnh để chứa những cái vật nước uống nhỏ ấy. Khách đến chúng ta có thể mời dùng luôn. Đây, tủ rượu các thứ rất là hiện đại đúng không ạ? Đằng sau có thoát hiểm nên chúng ta sẽ mở được cửa sổ. Ở đây thì có luôn điều hòa rồi. Và đây là phía bên trong nội thất thang máy của tòa văn phòng này. Các anh chị có thể thấy đây, thương hiệu và số ký này rất xịn. Mời các anh chị ra tầng tiếp theo nhé. Ở đây là không gian tầng lửng, có thể xét là tầng một tầng làm việc rất là hay. Đây, đối với tầng lửng này thì không gian phía trước thì chúng ta đang là có một phòng khách nhỏ có thể kết hợp làm việc được, vì ở đây chúng ta có thể quan sát được phía bên dưới. Các nội thất đều là nội thất rất là xịn các anh chị ạ. Các anh chị có thể để ý đây, bàn này mặt đá nhé, ghế tủ gỗ rất là xịn các anh chị ạ. Phải nói là cái đầu tư, cái số tiền mà nội thất ở đây thì Nghĩa đánh giá là không phải là những nội thất bình thường đâu. Không gian đệm thì chúng ta sẽ có một cái vật trang trí như vậy. Ở đây thì chúng ta sẽ có một phòng bố trí làm hiện trạng là đang làm phòng kho, tuy nhiên thì có thể là kết hợp phòng gym các anh chị ạ. Đây, mở cửa sổ ra có điều hòa. Trở ngược ra thì chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh dùng cho khu vực tầng lửng này. Và nhà vệ sinh này cũng không phải là thường đâu các anh chị, chia ra hai khu vực. Đây, lavabo rửa tay ở phía bên này, phía trong là khu vực đi vệ sinh. Nhưng mà hãy để ý cánh cửa cũng rất là xịn, các quạt đầy đủ nha, hút mùi nữa, rất là hay. Và đây là không gian làm việc của tầng thứ 3. Đấy, ở phòng này thì chúng ta sẽ có một ban công nhìn ra khu vực đường Nguyễn Lộ Trạch, có hệ thống cửa mở rộng ra, có khu vực rèm và nội thất. Anh chị có thể thấy một bộ ghế sofa rất là rộng, nhưng bên này bàn làm việc mới là điểm nhấn các anh chị. Đây, chúng ta có không gian bàn làm việc như thế nào ạ? Rất là đẹp. Ở đây thì chúng ta có quạt trần, có điều hòa. Đấy, vật phẩm không thể được đặt bên này. Và cái không gian làm việc này nó sẽ có thêm không gian đệm ở giữa nữa, được ngăn cách bởi một cánh cửa. So với không gian sẵn rồi, khi đó vào đây thì chúng ta sẽ có một nhà tắm riêng ở bên này nữa các anh chị ạ. Đây, một nhà tắm rất là rộng và đẹp. Đấy, khu vực bồn tắm này, ở bên này bồn rửa và không gian máy hút đầy đủ. Wow. Trở ngược ra thì chúng ta sẽ đến với không gian sẵn thang máy. Đây, sẵn thang máy ở đây. Có một ghế nghỉ và chúng ta sẽ đến với một khu vực phòng họp anh chị nhé. Đây, đây là không gian phòng họp. Đây, Thế Nghĩa sẽ đi một vòng. Đối với không gian phòng họp thì chúng ta sẽ dùng luôn ánh sáng tự nhiên bởi cái hệ thống cửa kính ở đây.
trang bị sẵn không, có điều hòa lớn để mà đủ lạnh cho cả phòng này, rất là đẹp. Mời các chị lên tầng tiếp theo với Thiên Nghĩa nhé. Đến với không gian tầng tiếp theo thì vẫn giữ được cái nét đồng bộ là chúng ta có ghế chờ ở khu vực thang máy. Chúng ta sẽ đi vào khu vực căn phòng này nhé. Đây, hệ thống cửa đồng bộ một màu duy nhất, một phong cách duy nhất các anh chị ạ. Và khi mà vào thì ngoài sảnh đệm ra chúng ta sẽ có nhà vệ sinh, thêm phòng tắm ở đây. Đây cũng là một phòng rất là rộng các anh chị nhé. Đấy, rất là rộng, khác đi một xíu so với tầng vừa rồi thôi. Chúng ta đến với không gian phòng này thì sẽ có một bộ bàn ghế lớn, ban công. Đấy, tận dụng được ánh sáng và view tự nhiên ở đây. Đấy, còn phía bên này thì sao? Chúng ta có hệ thống đèn, tủ. Thế Nghĩa chưa biết là chủ nhà sẽ sử dụng cái này như thế nào, nhưng mà nếu mà các anh chị sở hữu chắc chắn sẽ sử dụng nó hợp lý nhất, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đến với khu vực đối diện. Đấy, một phòng ngủ các anh chị ạ. À, trước khi đi vào phòng ngủ thì có một cái kệ để dép khi mà đi vào đây. Đấy, khi mà vào phòng ngủ thì rất hay là chúng ta luôn có một cái khoảng đệm ở phòng ngủ này. Chúng ta có smart key các anh chị nhé. Đấy, có một khoảng đệm, sau đó mới tiến vào khu vực không gian phòng ngủ ở đây. Ghế sofa vẫn là hệ thống kính tận dụng ánh sáng và không khí, đèn thả, khu vực không gian giường, nhà vệ sinh riêng ở trong này. Đây, tôi nghĩ sẽ đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cũng rất là xinh, đầy đủ cả các hệ thôi. Đấy, khu vực đấy rất là hay các anh ạ. Mời các anh chị đến với một không gian ở tầng 5 rất là xinh. Xin mời. Đây, một phòng mà gọi là sao nhỉ? Phòng giải trí, karaoke. Các anh chị có thể thấy hệ thống loa bốn góc tường luôn ạ. Bốn góc tường luôn. Chúng ta có hệ thống giải trí bốn góc tường. Bạn bè về đây thì thực sự rất là vui các anh chị ạ. Đấy, rượu, điều hòa. Còn đối diện thì sao? Đấy, đối diện thì sao? Đối diện chúng ta có một tivi màn hình cỡ lớn, hệ thống âm thanh trộn bài ở đây luôn, như một một nơi karaoke vào về nhà vậy. Đó, chúng ta đến với không gian đằng trước các anh chị nhé. Đi ra từ phòng karaoke thì chúng ta sẽ đến với một không gian ở tầng 5. Đây, ở đây thì đối với cái sảnh trước khi vào trong á, các anh chị có thể thấy hệ thống tủ này. Đấy, đầy đủ ở đây luôn, các vật dụng rất là xinh, và nhà vệ sinh tất nhiên rồi luôn ở đây. Đây là một nhà vệ sinh master các anh chị ạ. Hãy xem các trang thiết bị này, đặc biệt bên này chúng ta có bồn tắm, gương nhìn ra phía phòng ngủ. Đấy, phòng vệ sinh master luôn. Ở đây thì là bàn trang điểm rồi, ở đây là bàn trang điểm rồi. Đấy, các học tủ các anh chị hãy để ý là các vật dụng rất là xinh các anh chị ạ. Một cái phong cách rất là độc đáo ấy, và luôn có một hệ thống để mà cửa sổ lớn lấy ánh sáng và không khí tự nhiên vào trong khu vực không gian sinh hoạt. Và đây là không gian sẵn của tầng 6. Nếu mà không có ghế nghỉ thì các anh chị có thể thấy là tầng 6 nó có một cái sảnh rộng hơn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi vào không gian tầng 6 nhé. Đối với hệ thống phòng ngủ thì chúng ta luôn có một cái smart key, đúng không ạ? Tủ quần áo sẽ đặt phía bên tay trái này, bên này là nhà vệ sinh. Đấy, nhà vệ sinh này không phải nhà vệ sinh master đâu, nên chúng ta chỉ có một nhà vệ sinh cũng rất là rộng thôi, và có gương ra phía bên ngoài. Đến với không gian phòng ngủ này thì đây là một phòng ngủ bình thường. Thiên Nghĩa đánh giá bình thường so với căn nhà này các anh chị nhé, so với căn nhà này thôi. Nhưng mà nếu ở trong nhà bình thường á thì đấy, các anh chị thử đánh giá xem, chúng ta có sàn gỗ, hệ thống cửa kính, rèm, điều hòa và quạt đầy đủ. Chúng ta hãy đến với không gian đằng trước nhé. Trở ngược ra không gian đằng trước của tầng 6 thì mời các anh chị đến với không gian tầng này nhé. Tất nhiên rồi, đi vào sẽ là không gian nhà vệ sinh đầu tiên các anh chị ạ. À, đây là phòng gần như Thiên Nghĩa thấy là đủ, nhưng mà diện tích nhỏ nhất của cả tòa này. Và tất nhiên rồi, chỗ phòng nhà ở thì không thể thiếu bếp, đúng không ạ? Mời các anh chị vào không gian bếp. Chúng ta có một không gian bếp chữ U rất là rộng, từ khu vực bếp đảo nối liền qua. Đấy, phía bên này luôn các anh chị ạ. À, chúng ta sẽ có máy chén này, các thứ trang thiết bị đầy đủ các anh chị nhé. Đó, phía bên này bếp đặt phía bên này. Đó, rồi chúng ta sẽ có khu vực bàn ăn ở đây. Nếu mà ăn ở đây thì vừa có tivi xem, đấy, ánh sáng, không khí thì chúng ta tận dụng luôn. Ban công ở đây thì quá tuyệt luôn, rất là thoáng đúng không ạ? À, các không gian ở phòng này thì mời các anh chị, nếu được gọi là tầng nào là tầng master thì Thế Nghĩa sẽ giới thiệu với các anh chị, đây là tầng master mà công năng chính dành cho chủ nhân.
Xin mời các anh chị. Đấy, khi mà ra khỏi thang máy thì chúng ta sẽ có hai khu vực chính là không gian phòng ngủ trọn ở đây, trọn mặt trước luôn các anh chị ạ. Đây, thế nghĩa sẽ lui ra ban công sử dụng riêng các anh chị nha. Mở cái rèm ra thì đón tất cả các ánh sáng và không khí vào trong đây. Rồi, rất là rộng. Đấy. Và chúng ta sẽ đến với không gian còn lại của tầng này nhé. Nguyên một tầng này thì xứng đáng dành cho chủ nhân của nó luôn. Đây. Cửa sẽ đóng lại cách biệt khu vực thang các chị nhé. Đấy. Sảnh này của chủ nhân này, hai khu vực cánh cửa này. Đây, khu vực để quần áo bên này nhé, nhưng mà chưa hết đâu, phía bên này vẫn còn. Các anh chị thấy sao ạ? Một không gian riêng dành cho các chị chủ nhân rất là rộng luôn. Đấy. Bên này là hệ thống đồ điện tử như máy giặt và máy sấy, chúng ta có khu vực còn gọi là phòng tắm master đi. Phòng tắm master đi. Đấy. Cửa sổ ra đây nhé. Đèn thả ở trong này luôn, nằm thư giãn có đèn thả nhìn ra khu vực cửa sổ. Và không gian bên này thì bên này là không gian vừa có thêm vòi sen và vừa có thêm khu vực đi vệ sinh nữa. Và đây là không gian tầng cao nhất của tòa văn phòng này, chính là tầng 8. Chúng ta sẽ có hai khu vực chính thôi các anh chị. Đối khu vực trước này thì chủ nhân sẽ dành cho một cái nơi tâm linh của mình và gia đình. Có một khu vực ban công lợi rộng đây. Chị có thể cùng thí nghĩ nhìn ra phía bên ngoài. Đấy, đây là khu vực ban công rộng. Và phần còn lại của tầng cao nhất thì cũng là một chiếc sân thượng rộng. Đấy, hiện tại ngoài trời đang mưa các anh chị ạ. Chiếc sân thượng rộng có một nhà vệ sinh ở tầng này. Đấy, các anh chị có thể nhìn qua, chúng ta có một tầm view rất là đẹp. Ngoài ra thì có khu vực thang để đi lên kiểm tra kỹ thuật của tòa văn phòng này. Đó. Vừa rồi cũng là những hình ảnh chi tiết nhất về tòa văn phòng kết hợp nhà ở này tại trung tâm quận Hải Châu, và những thông số kỹ thuật của tòa văn phòng này Thiết Nghĩa xin phép được để phía bên dưới phần hình để các anh chị có thể xem qua một lần nữa. Và để sở hữu tòa văn phòng này giá trị là 15 tỷ đồng, và nếu các anh chị đang có nhu cầu về một sản phẩm sang, xịn, mịn mà lại ở một vị trí vô cùng là đắc địa như vậy, xin mời hãy liên hệ với Thiết Nghĩa ngay theo số hotline được hiển thị bên trên phần màn hình. Xin cảm ơn các anh chị đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.